Trả lời phỏng vấn mới đây của truyền thông trong nước, huấn luyện viên Manobon King bên phía tuyển Thái Lan đã có những chia sẻ về tình hình nhân sự của voi chiến trước thềm trận bán kết lượt về với Việt Nam. Chúng tôi cần phải kiểm tra một số cầu thủ, vài người trong số họ đã bị đau, có người bị bầm tím. Chúng tôi không có nhiều thời gian nghỉ, tuy nhiên cũng không có ai dính chấn thương quá nặng. Giờ là lúc tôi kiểm tra lại tình trạng của họ và xem xét tỷ lệ họ sẵn sàng cho trận lượt về là bao nhiêu phần trăm. Thật không dễ dàng khi chỉ có một vài ngày để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, cả hai đội đều ở trong tình trạng tương tự như nhau. Tất cả việc chúng tôi cần làm lúc này là nghỉ ngơi, phục hồi và ăn uống điều độ. Công việc chính của ban huấn luyện Thái Lan lúc này là phân tích trận đấu để đưa ra những quyết định chính xác, giảm thiểu những sai sót có thể xảy ra ở trận đấu tới. Huấn luyện viên mang hai quốc tịch Đức và Brazil cũng bỏ ngỏ khả năng sẽ tạo ra một vài sự thay đổi về mặt nhân sự trong trận lượt về do có những cầu thủ đã phải nhận thẻ vàng ở lượt đi. Ông tỏ ra rất tự tin khi cho rằng trình độ của cầu thủ Thái Lan rất đồng đều và họ đủ sức thay thế tốt cho nhau. Về việc có nhiều cầu thủ đã phải nhận thẻ vàng, chúng tôi không quá lo lắng. Thái Lan có nhiều cầu thủ trong đội hình và trình độ các cầu thủ là rất đồng đều để có thể thay thế cho nhau. Tôi muốn chứng minh rằng tiềm năng của các cầu thủ trong đội hoàn toàn cân bằng. Các cầu thủ của tôi sẽ không thư giãn. Chúng tôi cần phải tập trung về mục tiêu phía trước. Trong hiệp đấu thứ hai của trận lượt đi, chúng tôi không có ý định chơi trùng xuống. Thực chất, tôi muốn các cầu thủ tập trung nhiều hơn ở khu vực giữa sân, nhưng kế hoạch lại không trơn tru đúng như ý muốn. Giờ đây, các cầu thủ có chút thời gian để phục hồi và sẽ cố gắng sửa chữa những thiếu sót. Thái Lan sẽ phải nhập cuộc ở trận lượt về với ý đồ đúng như ở lượt đi. Chúng tôi sẽ cố gắng tạo áp lực như ở nửa đầu hiệp đấu thứ nhất, thời điểm ghi được hai bàn thắng. Chúng tôi phải thi đấu đúng với phong cách của mình. Sau đó, đội bóng sẽ chờ đợi để tiếp tục thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế. Huấn luyện viên Manobon King khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo Thái Lan thi đấu tấn công giống với ở trận lượt đi. Cuối cùng, ông gửi lời nhắn nhủ đến các cổ động viên xứ Chùa Vàng rằng sẽ đem chức vô địch AFF Cup 2020 về cho Thái Lan. Chúng tôi luôn cần các cổ động viên. Đội bóng có thể cảm nhận được sự động viên mà mọi người gửi đến. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ đội bóng. Tôi tin rằng Thái Lan sẽ thi đấu đến trận cuối cùng và mang chức vô địch để dành tặng cho tất cả người hâm mộ. Thái Lan từng được coi là ông kẹ của bóng đá Đông Nam Á khi 5 lần vô địch AFF Cup và 14 lần giành huy chương vàng SEA Games. Tuy nhiên, từ khi huấn luyện viên Park Hang-seo đến năm 2017, Việt Nam vươn lên thành lá cờ đầu trong khu vực với việc vô địch AFF Cup 2018, giành huy chương vàng SEA Games 2019 và vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Sự tranh chấp giữa hai nền bóng đá, vì vậy, được đẩy lên cao trào. Trận bán kết lượt đi hôm 23 tháng 12 vừa qua là lần đầu tiên huấn luyện viên Park thua đội bóng của Thái Lan sau 5 trận bất bại. Các bạn nghĩ sao về những tuyên bố của vị huấn luyện viên tuyển Thái Lan trước trận lượt về được diễn ra vào tối Chủ nhật? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của mình dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.